Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 trang 80-84 sách Cánh Diều. Bài chính phần tiếp theo, viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Một nhỏ định hướng A. Tả cảnh sinh hoạt là miêu tả hoạt động của một hay nhiều người trong quá trình lao động, học tập hoặc là tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. Ví dụ như văn bản sau đây. Keo vật thì tựa đề keo vật này do nhà biên soạn đặt. Ông Đô già người sở tại, khăn trùng, áo dài ngồi cầm trịch. Giờ cao chiếc dùi trống sơn son gõ mạnh xuống mặt trống ba tiếng thật nhanh, thật giòn tỏ ý nhận lời. Quấm đen quay ra đứng sửa giữa sới, ngay lúc ấy ông cả ngũ cũng từ trên thềm cao bước xuống. Tiếng reo hò bốn phía tức thì nổi lên ầm ầm. Ngày nhịp trống đầu, quấm đêm đã lăn xả và ông cả ngủ đánh ráo riết. Rõ ràng là anh muốn dùng cái sức lực đương trai của mình lấn lướt ông ta và muốn hạ ông ta rất nhanh bằng những thế đánh thật lắt léo hóc hiểm. Anh vờn tả đánh hữu dưới trên đánh dưới, thoát biến thoát hóa khôn lường. Trái lại ông cả ngủ thì xem ra có vẻ lại lờ ngờ chậm chạp, dường như ông lúng túng trước những đòn đánh liên tiếp của quấm đêm. Hai tay ông lúc nào cũng thấy dang rộng ra để sát xuống mặt đất xoay xoay chống đỡ. Kèo vật xem chán ngắt, cứ nghĩ tưởng cản ngủ thì phải thế nào chứ, đánh chát thế kia chẹp chán quá. Ông cản ngủ bỗng bước hụt mất đà chui xuống. Quấm đen đã như con cắt luồn qua hai cánh tay ông cản ngủ, ôm lấy một bên chân ông dốc lên. Người xem bốn phía xung quanh reo hò ồ cả lên. Thôi thế là ông cả ngủ ngã rồi, nhất định ngã rồi. Có khỏe bằng voi thì cũng phải ngã. Tiếng trống vật dồn lên, gấp rút dục giả. Ông cả ngủ vẫn chưa ngã. Ông đứng như cây trồng, giữa sới trước những cặp mắt kinh dị của người xem. Còn quấm đen thì đang lay hoay gò lưng lại, không sao bê nổi cái chân ông cả ngủ. Cái chân tựa như bằng cây cột sắt, chứ không phải là chân người nữa. Ông cả ngủ vẫn đứng nghiêng nghiêng mình, nhìn quấm đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới chân. Lúc lâu ông mới thò tay nắm xuống nắm lấy khố quấm đen, nhấc bổng anh ta lên, coi nhẹ như ta giơ con ếch có buộc sợi rơm ngang bụng vậy. Các đồ ngồi quanh sới đều lặng đi trước thần lực ghê gớm của ông cả ngủ. Thôi thế là quấm đen bại rồi, cái vật bị đánh bại một cách nhục nhã cay đắng quá chừng. Trích truyện Ông Cạn Ngũ Kim Lân. Như vậy thì các em vừa xem đoạn trích ở trong truyện Ông Cạn Ngũ của Kim Lân. Rồi tiếp theo phần B. Thì ở đây từ văn bản keo vật thì các em có thể rút ra một số điểm cần chú ý khi viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. Thì các em cần rút ra một số điểm, đó là các em định tả lại cái hoạt động gì, tả hoạt động khác gì, tả người, tả chân dung và tả cảnh. Tả hoạt động thì phải tập trung miêu tả các hành động, trạng thái của nhân vật, thể hiện bằng các động từ, tính từ liên hệ với các chi tiết miêu tả hành động, trạng thái của các nhân vật có trong đoạn trích trên. Tả hoạt động cần nêu những cái diễn biến của mọi hoạt động, tham khảo các diễn biến của keo vật được miêu tả trong đoạn trích trên. Tiếp theo hai nhỏ là phần thực hành, bài tập thực hành, đó là các em sẽ tả lại một trận bóng đá mà em đã chứng kiến. Thì để tả lại một trận bóng đá mà em đã chứng kiến thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ tìm hiểu cái yêu cầu tả lại trận bóng đá, đó là các em cần biết gì về bóng đá. Rồi nếu mà miêu tả trận bóng đá thì em chú ý những cái hoạt động nào, các hoạt động hành động của cầu thủ bóng đá này thể hiện bằng những cái động từ, tính từ nào là cho phù hợp. Rồi nếu mà tả lại một trận bóng đá thì em sẽ tả theo cái diễn biến như thế nào, cảm xúc của em về trận bóng ấy ra sao. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm ý và lập dàn ý. Tìm ý thì các em sẽ dựa vào mục A phần chuẩn bị để mà trả lời một số câu hỏi như trên. Rồi tiếp theo lập dàn ý. Lập dàn ý thì từ các ý mà các em đã tìm được thì các em hãy lập dàn ý theo 3 phần của bài viết: mở bài, mở bài, thân bài và kết bài. Thì mở bài thì các em sẽ giới thiệu chung về cái trận bóng đá mà em đã chứng kiến. Thân bài thì các em sẽ miêu tả chi tiết chú ý các hoạt động diễn biến của trận đấu.
có thể miêu tả theo cái trật tự, đó là quang cảnh trận đấu, rồi diễn biến trận đấu, rồi kết quả trận đấu. Kết bài thì các em sẽ nêu cảm xúc và suy nghĩ của em về trận bóng đá đã xem. Rồi sau khi mà chúng ta đã lập tìm ý và lập dần ý thì các em sẽ viết, thì các em sẽ dựa vào cái dàn ý viết bài văn tả lại trận bóng đá mà em đã chứng kiến. Rồi sau khi viết xong thì các em sẽ kiểm tra và chỉnh sửa. Thì kiểm tra thì các em sẽ phát hiện, các em kiểm tra phát hiện lỗi của dàn ý và bài viết tả lại trận bóng đá, trao đổi cái nhận xét những gì đã đạt và những gì còn thiếu, từ đó chúng ta sẽ có hướng sửa chữa. Rồi các em sẽ kiểm tra lại bài viết, bài văn đã viết, phát hiện các lỗi và nêu hướng về sửa chữa. Rồi sau đây là một cái bài tham khảo như sau. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường cấp 2 Phú Cát của em, nhà trường đã tổ chức một giải bóng đá nam giữa các lớp trong cùng một khối với nhau. Và đó đã trở thành một trận bóng đá đáng nhớ, một kỷ niệm khó quên nhất của em. Vào chủ nhật tuần qua, lớp em là lớp 6B. Các bạn nam trong lớp đã rất xuất sắc tiến vào vòng chung kết của khối 6. Đó là một vinh dự lớn lao của một trong những lớp mới vào trường. Tại vòng chung kết này, chúng em phải đá với lớp 6A, đó là một đối thủ đáng gờm bởi hội tụ rất nhiều gương mặt có tài phá bóng và ghi bàn. Ngày diễn ra trận chung kết, thời tiết rất ủng hộ, trời râm mát, có nắng nhẹ, sân vận động của trường hôm ấy đông vui lạ thường. Không chỉ có các bạn trong lớp mà còn có cả các bạn lớp khác, các thầy cô và các vị phụ huynh cũng tới xem. Hai đội xuất hiện trong cái trang phục riêng của mình. Đội lớp em mặc áo đỏ quần trắng, đội lớp 6A mặc áo xanh quần vàng. Mỗi đội có 7 thành viên chính thức tham gia trận đấu, các bạn còn lại ở vị trí dự bị. Mỗi đội được dành cái thời gian đã được dành thời gian nghỉ ngơi và tập luyện sao cho phát huy tốt nhất cái khả năng của mình, mang tới cho người xem một trận đấu đầy kịch tính. Mở đầu trận đấu, đội 6A giao bóng trước, bạn nam khá cao, xuất trái bóng đầy nội lực theo đường truyền đi tới chân một cầu thủ cùng đội, nhưng không may bạn Minh đã nhanh chóng cướp được bóng về chân mình. Minh chuyền bóng lại cho Hàng, rồi với đôi chân uyển chuyển thoăn thoắt, Minh dẫn bóng về khung thành đối phương. Với đôi chân dài và khỏe của cậu ấy bỏ lại tất cả những người cản trở đường bóng của mình. Trên khán đài xung quanh sân cỏ, tiếng reo hò cổ vũ ngày càng rầm vang, nồng nhiệt kèm theo những tiếng bình luận làm cho trận đấu thêm phần hấp dẫn. Sau 20 phút sau đấu, lớp 6B được nhận một quả phạt góc. Bạn Hoàng là người sút bóng, sút bay lên chạm vào đầu bạn Nam. Nam thực hiện quả nghiêng đầu đánh vuông góc vào khung thành thật chuẩn xác. Vậy là đã có bàn thắng đầu tiên. Mọi người reo hò vui sướng, các cầu thủ ôm chầm lấy nhân vật có pha đánh đầu hoàn hảo như Ronaldo. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về lớp 6B. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ của 6A liên tiếp tạo ra những cái pha bóng nguy hiểm nhưng đều bị đối phương cản phá. Và rồi vào phút thứ 85, trái bóng lại một lần nữa vào làm rung khung thành của lớp 6A. Đó là bàn thắng của bạn Kiên, cậu bạn nhỏ bé nhưng đầy tinh nhanh. Mọi người xúm lại tung hô cậu lên, vậy là tỷ số đã nghiêng hẳn về lớp 6B. Chỉ còn ít thời gian nữa là trận đấu sẽ kết thúc, khó để lớp 6A có thể lội ngược dòng. Và rồi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ và chúng em cũng được như mọi người cổ vũ cho lớp 6B, đã vỡ và trong niềm vui chiến thắng, chiếc cúp vô địch đã thuộc về lớp 6B. Sau khi nhận giải, cả lớp em cùng đưa những người hùng đi giải lao bằng những cốc chè, có cả cô giáo chủ nhiệm và các phụ huynh đi cùng đi. Sự vất vả của các bạn đã mang lại chiến thắng cho lớp, tinh thần đoàn kết của lớp chưa khi nào dâng cao đến vậy. Như vậy thì các em vừa theo dõi một bài tham khảo về tả trận bóng đá của lớp em. Rồi tiếp theo là phần nói và nghe, là thảo luận nhóm về một vấn đề. Định hướng. Trong cuộc sống và học tập sinh hoạt thì có những cái vấn đề mà các em cần phải thảo luận với nhau
thảo luận nhiều nhóm nhỏ, thảo luận nhóm nhỏ để mà có những cái giải pháp thống nhất. Thì vấn đề ấy có thể là một hiện tượng đời sống, ví dụ như là tác hại của việc chơi game nên xưng hô với các bạn cùng lớp như thế nào, cùng giới và khác giới như thế nào cho đúng, thì vân vân. Thì có nhiều cái vấn đề, những cái vấn đề ấy cũng có thể đặt ra từ các nội dung học tập, các văn bản đọc hiểu. Ví dụ như từ các truyện bức tranh của em gái tôi, Điều không tính trước, Chiếc bông ơi, thảo luận về lòng nhân hậu, vị tha và tình bạn đẹp. Thì cũng có thể thảo luận về hành động của một nhân vật trước nhiều cái nhận xét khác nhau. Chẳng hạn như về cái hành động cáu giận của người anh ở trong truyện bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh. Hoặc là hành động của nhân vật nghi trong truyện Điều không tính trước của Nguyễn Nhật Ánh. Thì để tham gia thảo luận thì các em cần chú ý là chúng ta sẽ xác định cái vấn đề chưa thống nhất, có thể là có nhiều ý kiến khác nhau. Thì biết đặt và trả lời câu hỏi trong quá trình thảo luận nhóm, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận. Rồi các em biết nêu cái ý kiến của mình và tôn trọng lắng nghe người trao đổi ở trong nhóm. Thì thực hành, thì bài tập thực hành của chúng ta đó là chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề chơi game chỉ có tác hại đúng hay sai. Thì để trao đổi về cái vấn đề này, các em sẽ đi qua các bước đầu tiên, đó là các em sẽ chuẩn bị. Chuẩn bị thì chuẩn bị như thế nào? Các em sẽ lựa chọn một vấn đề cần thảo luận, ví dụ như là chơi game thì chỉ có tác hại như thế nào. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin, thu thập thông tin về cái vấn đề mình sẽ thảo luận, ví dụ như cái việc game và việc chơi game. Rồi các em sẽ xem lại các yêu cầu nói và nghe trong phần thảo luận nhóm. Rồi tiếp theo, sau phần chuẩn bị đó là các em sẽ tìm ý và lập dàn ý. Thì chúng ta tìm ý bằng cách đặt và trả lời một số cái câu hỏi, các em sẽ xem thêm ở sách giáo khoa. Rồi tiếp theo các em sẽ lập dàn ý là bằng cách dựa vào những cái ý mà chúng ta đã tìm được. Ở phần tìm ý ở trên, chúng ta sẽ sắp xếp lại theo 3 phần của bài viết, đó là mở bài, rồi thân bài và kết thúc. Rồi sau khi chúng ta đã tìm ý và lập dàn ý thì chúng ta sẽ nói và nghe, chúng ta sẽ dựa vào các ý đã chuẩn bị để mà trình bày các ý kiến của mình, nêu các câu hỏi chất vấn những cái điều chưa rõ hoặc là không tán thành cái ý kiến của bạn. Rồi cuối cùng các em sẽ kiểm tra và chỉnh sửa, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm về cái việc thảo luận và cách phát biểu thảo luận. Về cái người nói thì chúng ta sẽ xem xét cái nội dung thảo luận có nêu được là rõ ràng cái ý kiến lý lẽ và bằng chứng về cái việc chơi game hay chưa. Rồi ý kiến trình bày có sức thuyết phục không. Rồi cái phần rút kinh nghiệm, cách phát biểu và các lỗi ở trong lúc mà phát biểu thảo luận. Còn đối với người nghe thì chúng ta sẽ xem xét yêu cầu, nắm được cái thông tin, người nói nêu cái ưu điểm hay là hạn chế của việc chơi game, lý lẽ và bằng chứng mà người nói được đưa ra để làm rõ cái ý kiến của mình là gì. Rồi rút kinh nghiệm, các lỗi về thái độ trong khi nghe và khi phát biểu thảo luận. Thì sau đây là một cái bài nói cụ thể. Xin chào thầy cô và các bạn, tôi nghĩ rằng đến 90% hay thậm chí 99% các bạn ở đây đã từng chơi game gì đó. Tuy nhiên, chơi game có lợi hay hại? Theo tôi, việc chơi game tích cực hay tiêu cực đều phụ thuộc vào việc bạn chơi game như thế nào. Trò chơi điện tử tiếng Anh Electronic Game là một trò chơi sử dụng các thiết bị điện tử để tạo ra một cái hệ thống tương tác mà người dùng có thể chơi. Chúng ta có thể điểm tên một số game khá nổi tiếng như FIFA, Liên minh huyền thoại, bom, v.v. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà game mang lại. Có một sự thật mà chúng ta phải công nhận rằng các từ ngữ tiếng Anh trong game được các bạn học sinh sử dụng một cách thành thạo, kể cả khi học sinh ấy không học giỏi tiếng Anh. Vì chỉ có biết và hiểu các công dụng cũng như học tiếng Anh với niềm say mê hứng thú như vậy thì việc học mới hiệu quả. Hơn nữa, có rất nhiều trò chơi điện tử mang tính trí tuệ và sáng tạo như cờ vua, cờ caro, giải mã. Việc chơi game tăng khả năng phản xạ của học sinh cũng như phát triển tư duy và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Đặc biệt, chơi game giúp cho mọi người giải tỏa căng thẳng, đặc biệt là khi chơi cùng một vài người bạn. Sau những giờ học hay là giờ làm việc căng thẳng thì việc chơi game sẽ giúp bạn giải tỏa tâm lý ấy. Bạn sẽ quên đi những mệt mỏi để hòa nhập vào thế giới
ảo mộng phi thực tế. Tuy nhiên, game cũng mang nhiều những cái tác hại. Thứ nhất, chơi game ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mọi người. Việc ngồi quá lâu trước máy tính hay thức đêm thì sẽ ảnh hưởng đến thị lực hoặc là một số bộ phận như tim, gan của con người. Sự cáu giận khi bị thua game có thể khiến bạn stress hơn và không giữ được bình tĩnh. Hơn nữa, nếu như dành quá nhiều thời gian cho game thì tất cả những công việc khác của bạn sẽ bị đình trệ. Bạn bị lôi cuốn vào những cuộc vui và sự thú vị của trò chơi mà quên mất thời gian trôi nhanh. Đôi khi, sự bỏ lỡ một công việc nào đó sẽ khiến bạn thấy hối hận sau này. Hoặc là với hứa lứa tuổi học sinh chúng ta, nếu chơi game mà quên học thì kết quả học tập sẽ xuống dốc không phanh. Điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, chơi game tiềm tàng khả năng hao hụt về tài chính. Điều này là bởi vì nếu muốn có được đồ đẹp xịn chơi được vui hơn thì đa phần các nhà sản xuất sẽ thúc đẩy người chơi nạp tiền vào tài khoản. Nếu hết, bạn lại muốn nạp thêm để trải nghiệm tiếp. Như vậy, chơi game có cả hai mặt lợi và hại. Nếu chúng ta có cách quản lý việc chơi game để không ảnh hưởng tới cuộc sống thực tại, thì game sẽ không phải là vấn đề gì quá to lớn. Mỗi ngày chỉ chơi, nên chơi vài tiếng để giảm stress chứ không nên dành quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức vào đó. Hãy trở thành một người chơi game thông minh, đó là suy nghĩ của tôi. Còn các bạn thì sao? Thì các em vừa theo dõi một bài nói về chủ đề, đó là cái vấn đề ở đây là chơi game có hại hay là có lợi. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.